Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công cụ cắt khối trong phần mềm Formit. Như trong clip lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách hợp nhiều khối lại thành một khối như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy nhìn ở đây. Thì trong clip hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt một khối dựa theo một khối khác. Thì công cụ đấy hoạt động như thế nào? Thì ở đây mình tạo ra được 3 nhóm đối tượng tương tự với 3 nhóm đối tượng bên này. Thì mình cũng vào Advanced Modeling Tools. Thì đây chúng ta hôm trước đã học về công cụ Join, hôm nay chúng ta sẽ học về công cụ Cut. Mình sẽ kích vào lệnh này. Mình sẽ làm thử các bạn. Mình sẽ chọn khối đầu tiên. Mình chọn vào khối thứ hai. Sau đấy mình sẽ kích vào lệnh Finish. Phím tắt là F. Thì các bạn sẽ thấy rằng thay vì hợp khối, bây giờ chúng ta sẽ cắt khối như thế này. Đấy, các bạn sẽ thấy điểm khác biệt giữa hai cái khối này. Thì các bạn có thể từ đó các bạn sẽ nhận ra rằng cái cách hoạt động của cái lệnh này như sau. Mình sẽ làm lại. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn lệnh. Đầu tiên các bạn hãy chọn cho mình cái khối sẽ bị cắt. Đấy, cái khối này sẽ bị cắt. Mình chọn khối này. Sau đấy các bạn hãy chọn cái khối cắt, tức là cái khối nó sẽ làm khuôn để cắt cái khối đấy. Mình sẽ chọn khối này. Và sau đấy mình sẽ kích lệnh Finish. Thì ngay lập tức nó sẽ cắt cho mình như thế này. Và mình sẽ làm lại với hai khối này. Đầu tiên mình sẽ chọn lệnh. Sau đấy mình chọn khối bị cắt. Sau đấy mình chọn khối cắt. Và mình Finish lệnh. Và các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ tạo ra được một khối bị cắt gọt như thế này. Thì việc sử dụng các công cụ cắt này sẽ giúp các bạn tạo hình công trình rất là hay. Giả sử như mình có một khối vuông như này đây. Mình có một cái khối hình cầu nó nằm đây. Như này chẳng hạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh cắt. Mình chọn khối đầu tiên. Mình chọn khối thứ hai. Rồi mình finish. Các bạn sẽ thấy nó sẽ cắt như thế này. Thì việc tạo ra các cái khối cắt và khối bị cắt linh hoạt sẽ giúp các bạn tạo ra được những công trình có cái hình dáng đặc biệt như thế này. Và điều đấy sẽ giúp các bạn thỏa mãn ý tưởng sáng tạo. Khối bị cắt và khối cắt càng đặc biệt thì cái công trình của chúng ta tạo ra nó cũng sẽ rất là đặc biệt. Thì đấy là những hướng dẫn cơ bản nhất về lệnh cắt khối trong phần mềm Formit. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.